À, mà, coi, chú hỏi chứ, ý là hai đứa ở đâu? Dạ ở Hải Sơn. Ừ, có thể bỏ khẩu trang ra chú thấy được không? Bỏ khẩu À, trang bỏ khẩu trang ra nói chuyện bình thường. Mình muốn xin đỗ đại học mà mình xin một cái bịt mặt thì sao mà thầy thầy đỗ cho được. dạ Hai đứa là học lớp mấy rồi? dạ lớp 12. Lớp 12, em gái bỏ 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 tay ra được không? Lớp 12. Em gái chứ các. À, hôm nay hai đứa đến đây là mong muốn điều gì? Em mình tới đây mà. Dạ xin thầy để cho đỗ tốt nghiệp. À, xin đỗ tốt nghiệp. Dạ. À, là đỗ tốt nghiệp là phải xin thầy cho đỗ hả? Học giỏi không? Có học giỏi không? Học chứ, được học. À, Dạ tâm tâm. cũng học giỏi. Dạ. Học giỏi mà sao lại phải đến xin thầy đỗ tốt nghiệp? Dạ mong muốn là tới gặp thầy. À, hôm nay có mấy em học sinh ở trường nào đấy? Ở trường nào? Người Đức Tài, người Đức Tài. À, có sức khỏe bình an. À, chị là mẹ của hai đứa. À, mẹ hai đứa, có hai con gái tuyệt vời. Hôm nay thấy thầy Minh Tuệ đi qua thì chị có thể trao đổi với chị xíu được không? Hoàng Sáu TV. À, hôm nay chị cho em hỏi một xíu. À, chị hôm nay là chị dẫn hai cháu lên đây ạ. Nhà chị ở đâu? Nhà chị ở đâu? Ở đâu? Hải Sơn. Từ Hải Sơn ra đây xa không ạ? Xa. Vâng. Và chị cũng đến đây nãy giờ chị đến đảnh lễ thầy chưa? Chị đã đến đảnh lễ thầy chưa? Ý là gặp chưa? Bây giờ mới đến. Dạ, mới đến. Dạ. Hôm nay chị đến đây chị mong muốn một điều gì? À, mong muốn được gặp thầy để cầu nguyện cho cả nhà được sức khỏe và bình an. Vâng, à, thì có cầu cho hai đứa con gái đỗ tới đại học không? Dạ. Có luôn hả? Đây, có hai em này cũng rất là xinh gái. Ok. Hôm nay mấy đứa? Mấy đứa? Dạ, con bỏ nó hết luôn. À hết luôn hả? Đứng qua nói chuyện luôn. Ủa em học lớp mấy rồi? Em học lớp mấy rồi? Dạ, hai đứa. Lớp 12 hả? Dạ. Hôm nay đến đây gặp thầy với mong muốn một điều gì? Câu thì đỗ tốt nghiệp. Đến để xin đỗ tốt nghiệp hả? Dạ. Đấy, bé gái, các em gái đây rất là xinh xắn, dễ thương. Nay đến đây Hoàng Sáu TV. Đến đây YouTube đó, nên là hôm nay thì có thể nói mọi người là người dân ở đây đến đây đông lắm, đến đây đông lắm, đến đây hả? Chùa đâu tới? Ở Gia Lai đó, mọi người có thể thấy nhé. Đây mọi người thấy không? Đây thì bây giờ thầy đang ở bên trong này mọi người này, cho mọi người xem. Thầy đang ở bên trong này mọi người nhé. Đó, cho mọi người thấy thầy Minh Tuệ đang ở bên trong này. Hôm nay thì vẫn đang ở địa phận của tỉnh Quảng Trị thôi. Trời mưa rất to nhưng mà người dân ở đây cũng đến đây rất là đông mọi người ạ. À, đến mong muốn gặp cho thầy. À, đặc biệt hôm nay có mấy em học sinh đến đây để xin thầy để đỗ tốt nghiệp đây mọi người. Mà thầy Minh Tuệ có nói là thầy không có phép màu gì hết á. Thầy chỉ được tu học không à? Không biết mấy em nghe ở đâu đây xin thầy đỗ tốt nghiệp đây. Ngày mai mà đợi thầy mấy em này đỗ tốt nghiệp thật thì thôi chứ lần sau thầy đi đến đâu à? Các em là đến đạo mầm luôn. Xin thầy đỗ tốt nghiệp không mọi người? Đây cho mọi người xem thầy Minh Tuệ vẫn đang ở bên trong. Đó, thầy đang nghỉ ngơi buổi trưa, bây giờ vẫn chưa nghỉ mọi người nhé, vẫn đang trao đổi với thông tin nào đó. Vẫn đang trao đổi thông tin nào đó. Đó. Đó, ở đây mọi người thấy rằng là thầy vẫn đang nói chuyện trao đổi một cái thông tin nào đó mọi người nhá. Chưa có nghỉ trưa, bây giờ trời đang mưa. À, hôm nay thì chắc có thể là sẽ đến với địa phận giáp danh của Quảng Trị với Thừa Thiên Huế. Khi nào đi đến đâu thì em cũng sẽ cập nhật ngay để cho tất cả mọi người cùng biết. Đó, ở bên ngoài này thì bà con tập trung rất đông. Thấy không? Rất là đông. Đó, bà con dù là mưa cũng vẫn đến đây để mong muốn sẽ được gặp thầy cũng như là nhìn thấy tận mắt đó mọi người. Đây, thầy bây giờ thì vẫn chưa có nghỉ mọi người nhá, chắc là phải tầm 12 giờ mà thường thường thầy cũng không có nghỉ trưa đâu. Buổi trưa thì thầy rảnh, thầy toàn là máy y á. Đó, để chứng kiến cho mọi người là thường thường các buổi trưa đều như vậy, không nghỉ trưa. Bây giờ thầy cũng không biết là đang trao đổi thông tin gì đó với người bên cạnh này. Đó. Cả nhà có thêm thì để trao đổi các thông tin nào đó về thầy Minh Tuệ. Đây mấy đứa cầu từ nãy là cầu gì rồi? Nãy mấy đứa cầu gì rồi? Chưa cầu à? À, phía bên ngoài để cho mọi người xem nhé. Ở đây thì đều là nghĩa trang. Đây là một khu nghĩa trang rất là rộng lớn. Đó, nói chung là tất cả một khu này đều là nghĩa trang hết mọi người nhé. Nhưng mà khi thầy đi đến đây một gái thì người dân tập trung rất là đông. Đó, có mặt ở đây từ rất sớm. Thì có thể là sẽ thấy thầy Minh Tuệ cùng các sư khác. Bây giờ vẫn đang ở địa phận Quảng Trị thôi mọi người. Đó, ở đây cũng có các chú công an này. Để tí nữa thì sẽ để bảo vệ được an ninh cho thầy nghỉ ngơi buổi trưa ngày hôm nay á mọi người.
tại vì tôi không nhập. Vẫn đang ở, vẫn đang đứng ở đây theo mọi người, lúc nào mà thầy đi thì em sẽ cập nhật đó. Sẽ quét bản quyền với anh nha. À, sẽ đập dậy với anh thì lúc đó mấy anh đang đừng năng nỉ chắc hỏi tại sao mọi người thấy rõ không nói trước nha các anh. À, có một sư khác đang trải một cái bạt ra mọi người để ngồi nhé mọi người. Trời bây giờ đang mưa, trời đang mưa không biết đi trốn ở đâu đây mọi người. Tí nữa em sẽ lên một cái vị trí nào đó mà có mái che mọi người đó, để cho mọi người sẽ thấy được thầy nhé. Bây giờ trời mưa rồi không biết tí trốn ở đâu nữa. Thầy chắc cũng chuẩn bị để nghỉ trưa mọi người, nghỉ trưa nên là ở đây là mọi người cũng đang đứng ở một vị trí rất xa để có thể là nhìn thấy thầy Minh Tuấn. Mọi người dù trời mưa nhưng mà bà con ở đây vẫn rất đông. Đây mọi người thấy không? Trời mưa nhưng mà bà con đấy vẫn rất là đông mọi người ạ. Dù trời đang rất là mưa nhé. Thank you.